Bi Audio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Bi có một bộ phối ghép, một cái con ly đèn non và một đôi loa Rebiller. Hai cái dòng sản phẩm này là được đánh giá rất là cao về cái sự hợp tác ăn ý với nhau, đúng không quý vị? Thì cái bộ của mình ngày hôm nay thì rất là đẹp, cái âm ly cũng đẹp và cái loa cũng đẹp luôn nha quý vị. Cái âm ly thì màu bạc, còn đôi loa thì màu cánh gián nha. Âm ly này với model là đèn non BMA 940 nha quý vị. 940. Mức giá mình bán là 9.600.000, còn rất là ok luôn. Dòng âm ly này thì nó đánh loa từ 6 ohm trở lên nha quý vị. Đánh hai cặp loa cùng một lúc luôn nha. Công suất rất là khủng luôn, nguồn điện 100V, made in Japan. Có chỉnh bass track đồ đầy đủ hết nha quý vị. Bass track low neck đồ đầy đủ hết. Rất là ok luôn. Còn đôi loa Rebiller với model là LX55. LX55 nha quý vị. Dòng này nó có chiều cao là 66, made in Đan Mạch, một loa bass 25, một loa mid và một loa trep titanium. Trở kháng của dòng này là 8 ohm, công suất 150W trên một thùng, độ nhạy 92 dB nha. Thì hôm nay Bi sẽ cho quý vị thưởng thức chất âm của Denon và Rebiller. Đây, cái lưới của cái loa rất là đẹp luôn. Tem lưới thì còn đầy đủ hết nha quý vị. Bây giờ Bi thử một bài nhạc nha. Cái bộ này thì vậy là đôi loa là 12 triệu. Đôi loa 12 triệu, Bi báo giá luôn 12 triệu. Còn âm ly là 9 triệu 6 nha quý vị. Bây giờ thử một bài nhạc luôn để Bi chỉnh bass treble low neck cho quý vị nghe nha. Ngày chia tay không nào còn đây, nước trên sông hương còn đầy, tình đã xa, gió mưa u hoài, mắt lệ ngắn dài. Chiều mưa trên kinh đô quê, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen. Quý vị dùng trạm bắp chuối nha. Bộ dây loa mình Bi bán 1.400.000 một bộ nè. Cái dây là dây lít tâm của Mỹ, còn cái chốt này là chốt Trung Quốc nha quý vị. Cảm ơn. Phố xưa ô buồn bỏ
chạm các thứ còn nguyên bản hết nha quý vị. Ngày tím lên tím gọi xuôi tôi.
chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đầu anh vui bước quân hành, nửa năm anh viết lá thư xanh bao dân sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt. Yêu nhau.